Phần cuối bản tin là một sự kiện thú vị. Thời tiết ấn tượng kết hợp với các chương trình nghệ thuật ấn tượng, du khách sẽ có một mùa cuối năm đáng nhớ với lễ hội mùa đông đang diễn ra tại khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend, Lào Cai cho đến ngày 31 tháng 1 sắp tới. Lễ hội mùa đông Phan Xipang là một trong những hoạt động thường niên được khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend tổ chức vào dịp năm mới, với nội dung, cách thức, chủ đề thay đổi mỗi năm để du khách đến với lễ hội năm sau lại thấy mới lạ, cuốn hút hơn năm trước. Lễ hội mùa đông năm nay tại Sun World Phan Xipang Legend sẽ mang đến cho du khách một thiên đường tuyết rơi với cái lạnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. Cái lễ hội thì mang tính chất riêng của Sapa và chỉ có ở Sapa. Lễ hội tuyết, lễ hội mở cổng trời. Tại lễ hội mùa đông Phan Xipang, du khách đến với Sapa thời điểm này cũng sẽ được check-in rặng anh đào Nhật Bản đang nở rực rỡ tại hồ trung tâm thị xã và có nhiều cơ hội săn băng, săn tuyết trên đỉnh Phan Xipang. Khung cảnh tuyết rơi này, mình thấy trong phim ảnh nhiều mà bây giờ được trải nghiệm thực tế thì mình rất là ấn tượng. Khi mà em nghe thấy là ở Sapa là có cây hoa anh đào Nhật thì em đã phải đi ngay lên đây và công nhận là nó thật là đẹp. Năm nay với chủ đề Thiên đường tuyết rơi, khu du lịch đã dày công kiến tạo khung cảnh được trang hoàng lung linh. Lễ hội mùa đông tại Sun World Phan Xipang Legend còn có những tiết mục nghệ thuật và nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép